Trước tiên mời các bạn quan sát chén Khổng Tử. Đây là chén Khổng Tử. Nhiều người đồn thổi rằng nó có một sự bí ẩn nào đó, là khi chúng ta đổ nước vào một ít thì nước không hề chảy ra, nhưng khi chúng ta đổ tới một giới hạn nào đó thì nước bắt đầu chảy, và chảy đến khi cạn chén thì thôi. Khổng Tử đã từng nói, cái gì cũng chỉ cần 8 phần thôi, chứ nếu tham quá thì có khi lại trắng tay. Trường hợp này nó giống như cái chén này được gọi là chén Khổng Tử. Và nhiều người đồn thổi rằng nó có một sự bí ẩn nào đó, khi chúng ta đổ nước vào một ít thì nước không chảy ra, nhưng nếu như chúng ta đổ nhiều hơn thì nước lại chảy ra, hầu như là không còn giọt nào trong ly, trong chén. Có vẻ như đây là một sự bí ẩn, nhưng trong thực tế nó hoàn toàn khoa học. Mời các bạn theo dõi phần giải mã. Đây là dụng cụ mình đã mô phỏng lại cái nguyên tắc hoạt động của chén Khổng Tử. Bên trong là gồm có một cái ống thông từ bên ngoài phía dưới đáy lên trên và vào trong ly. Và mời các bạn quan sát. Khi tôi đổ vào một ít nước thì nước không hề chảy ra ngoài. Chúng ta để ý cái ống bên trong cái ly. Khi tôi đổ ngập cái ống bên trong thì nước bắt đầu chảy ra ngoài. Như vậy chúng ta để ý là gì? Cái ống mà tôi đặt vào bên trong đó, hiện tượng này chính là hiện tượng mau dẫn. Cái ống ở bên trong góc để hở, cái đầu phía trong thì để hở. Chính vì vậy khi chúng ta rót nước đầy ống, ngập ống thì nước sẽ đi vào bên trong ống và đi xuống dưới theo hiện tượng mau dẫn. Và như vậy cái đầu của ống dây bên trong tới đâu thì nó sẽ hút nước tới đấy. Chính vì vậy mà nó hút cạn nước trong ly. Tương tự như vậy chén Khổng Tử cũng vậy. Như vậy bên trong ở giữa chúng ta thấy có một bộ phận, và bộ phận này đã chứa một cái ống rãnh. Nó đóng vai trò như hiện tượng mau dẫn. Nếu chúng ta rót nước ngập cái đường ống này thì nước sẽ chảy ra ngoài. Như vậy nó hoàn toàn khoa học phải không các bạn? Đây chính là hiện tượng mau dẫn. Chúc các bạn có những ngày tuyệt vời. Video đến đây là hết.